các bạn sẽ cắn nó xuống trước. Đấy. Này, các bạn hãy cắn xuống trước. Đấy, cắn được những cái bông hoa vào đây như này. Tạo thành một cái chậu hoa thật là xinh. Bạn tạo thành một cái chậu hoa xuống. Đấy. Cái phần hoa này các bạn cắt rất là dễ thôi, chúng ta chỉ cần lấy giấy chúng ta. Đấy, các bạn cả cho nó độ thấp này. Nó có bông cao bông thấp nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Một cái chậu hoa nhỏ. Chúng ta sẽ dùng keo nến, mình sẽ dùng keo nến để mình gắn các cái phần cây cọ này xuống. Mình gắn các phần cây cọ này xuống thì chúng ta tạo thành một cái chậu này. Đấy, các bạn gắn sang hai bên. Cái chậu nhỏ để trước nhà cắm vào ra nhiều ra, chúng ta phải cắm ra hai bên, vẽ ra đều ra hai bên thì nhìn nó mới đẹp. Đấy. Cái phần này là mình cắt bằng giấy nhún nha các bạn này, các bạn này giấy nhún nó đã cắt mấy cái sợi nhọn là được. Đó.